Nhưng mà có một vấn đề này là bố em ấy là hút thuốc lá với cả uống rượu, thì trong cái implant này nó có vấn đề gì hay không? Tức là em cũng đang rất là thắc mắc mỗi cái đấy. Anh rất đồng cảm với em trong trường hợp này. Và trong cái tuần vừa rồi anh cũng phải cấy cho 5 trường hợp cũng là hút thuốc lá và uống rượu. Và mặc dù là anh cũng khuyến cáo là những trường hợp hút thuốc lá và uống rượu thì sẽ cần phải kiểm soát và sẽ cần phải giảm cái lượng thuốc lá và uống rượu sau khi mà cấy implant đi. Nhưng sẽ có cần một số lưu ý cho bố em khi mà bố em hút thuốc lá và uống rượu thường xuyên. Trước hết là về mặt sức khỏe, thì với độ tuổi của bố em trong độ tuổi mà trên dưới 50 thì cũng nên hạn chế hút thuốc lá và uống rượu vì là nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Anh muốn nói đến sức khỏe toàn thân chứ không phải chỉ riêng là sức khỏe về răng miệng. Nhưng cụ thể như trường hợp của bố em cứ đưa bố ra đây, anh sẽ cho bố em xem cái hình ảnh xương hàm của bố em nó hỏng, nó bị tiêu đến mức như nào khi mà bố em hút thuốc lá và uống rượu như vậy, và cái tình trạng răng nó hỏng như thế nào. Thì đấy cũng là một cái lời cảnh báo để cho bố em biết là mình cũng cần nên giảm hút thuốc lá và uống rượu. Còn trong trường hợp mà bố em mà cứ giữ cái việc mà hút thuốc lá và uống rượu nhiều như thế này thì anh cũng khuyên thật là không nên trồng chân răng nhân tạo nếu mà bố em không giảm cái việc hút thuốc lá uống rượu này đi, vì đấy là một trong những cái chỉ định không tốt cho cái trường hợp mà trồng implant. Ý anh muốn nói là không phải là không trồng được implant, không phải không trồng được chân răng nhân tạo cho bố em, nhưng mà nếu bố em tiếp tục hút thuốc lá và uống rượu thì ngay cả những cái chân răng thật nó cũng không thể tồn tại được lâu, chứ đừng nói gì là những cái chiếc chân răng nhân tạo khi mà cấy vào xương hàm. Không có gì tốt bằng răng thật em ạ. Mà em có thể thấy đấy, trên phim răng của bố em thì xương nó rất là yếu và cái răng nó đã bị lung lay rồi. Em có thể bảo bố em thử lay cái răng đấy, khi mà cái răng lung lay nó rất là yếu rồi thì mình khi mà mất răng mình mới thấy nó quý. Thế nên là em cứ cho bố em qua, anh sẽ chụp phim và giải thích kỹ với bố em, và hy vọng là cái việc mà bố em hạn chế hút thuốc lá uống rượu nó không chỉ tốt cho cái việc mà trồng răng nhân tạo mà nó còn tốt cho sức khỏe nói chung bố em, và thậm chí là tốt cho sức khỏe của cả gia đình nữa. Thì với những trường hợp mà hút thuốc lá và uống rượu ấy, thì trước đây là anh nói luôn là những trường hợp như thế thì anh không nhận trồng implant. Thế còn bây giờ thì nó có những cái loại implant nó cao cấp, bọn anh hay gọi là implant thế hệ thứ tư hoặc thế hệ thứ năm, là những cái loại dòng implant cao cấp, nó có khả năng tích hợp xương nhanh. Có nghĩa là cái chân răng đấy sau một thời gian từ 2 đến 3 tháng này là nó cái xương nó bám ôm chặt lấy cái phần chân răng này và nó sẽ tạo ra một cái chân răng mới cứng chắc cho bố em để ăn nhai. Nhưng mà nếu mà bố em hút thuốc lá và uống rượu thường xuyên thì cái chân răng này nó có tốt mấy đi chăng nữa thì theo thời gian nó cũng sẽ rất là nhanh hỏng. Đấy. Và nếu mà trong những trường hợp mà trồng chân răng nhân tạo như thế thì nó chỉ tồn tại được 3 năm, 5 năm hoặc là 7 năm thôi. Thế nên là của bền thì tại người em ạ. Nếu mà trường hợp mà bố em hút thuốc lá và uống rượu nhưng mà vẫn mong muốn trồng implant thì anh vẫn có thể trồng implant cho bố em, nhưng mà cái điều kiện bảo hành thì nó sẽ không thể nào mà được bền vững đâu, nên là vẫn phải khuyên thật là nên giảm hút thuốc lá uống rượu đi. Thế còn em hỏi có biến chứng gì hay không thì chắc chắn là nó sẽ dễ bị nhiễm trùng hơn, dễ bị tiêu xương hàm hơn và dễ bị hỏng mất cái implant đấy, dễ bị bong bật ra. Ngoài ra nó còn làm hỏng cả những cái chiếc răng thật của bố em nữa. Và khi hỏng những cái chân răng nhân tạo này rồi thì sau này sẽ không trồng lại được hoặc rất khó trồng lại, vì cái xương càng ngày nó càng bị tụt xuống và nó không còn chỗ để trồng cái chân răng nhân tạo này nữa. Thì điều này thật sự là đáng tiếc. Mà bây giờ bố em mới có trên dưới 50 tuổi thôi thì em thử nghĩ xem là sau 10 năm, sau 20 năm nữa thì bố em không có răng để ăn nhai mà xương hàm cũng không còn đủ nữa. Ví dụ nhé, bây giờ mà rơi cái chân răng này đi thì mình có thể thay thế bằng cái chân răng nó to hơn để nó lắp đi khoảng cánh không? Hoàn toàn có thể được em ạ. Trường hợp mà răng này nó bị rụng ra mà bố em sẽ thay bằng một cái chân răng to khác thì hoàn toàn có thể được. Nhưng vấn đề anh muốn nói là nếu bố em vẫn hút thuốc lá và uống rượu thì cái phần chất lượng xương xung quanh nó không được tốt. Em cứ tưởng tượng nhé, như là một cái thân cây và một cái phần đất ở xung quanh. Thì thân cây nó to, có thể to bao nhiêu nhưng cái phần đất xung quanh nó đã bị hỏng rồi, như là đất nó đã bạc màu rồi. Thì khi trồng cái cây đấy thì nó đâu còn tốt và phát triển được nữa. Nên là xương hàm của bố em mà hút thuốc lá uống rượu nhiều nó sẽ phá hủy xương, nên là có trồng implant to hơn rồi nó cũng lại rụng. Cơ sở 1, Dr. Cường Dental, 28 phố 4, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Facebook: Nha khoa Thẩm mỹ Dr. Cường. Điện thoại: 0974 598 669. Cơ sở 2, Eco Dental, 150C Thủy Nguyên, khu đô thị Eco Park, Văn Giang, Hưng Yên. Facebook: Nha khoa Eco Dental, Eco Park. Điện thoại: 0965 485 669. Cơ sở 3, Ocean Dental, mặt trong tòa S208, Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội.
Facebook Nha khoa Ocean, Vinhomes Ocean Park, số điện thoại 0968 888 105, website dcdental.com.